Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bắt đầu chuyến thăm tới Washington vào ngày 21 tháng 12, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine 300 ngày trước. Trong bộ trang phục màu xanh ô liu đặc trưng, ông Zelensky đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng đệ nhất phu nhân Jill Biden chào đón tại Nhà Trắng, nơi ông đã gặp trực tiếp Tổng thống và cảm ơn giới lãnh đạo chính trị cũng như người dân Mỹ vì những hỗ trợ lớn lao của họ. Cảm ơn rất nhiều, thưa ngài Tổng thống. Tất nhiên, cảm ơn sự ủng hộ của lưỡng đảng, cảm ơn Quốc hội và xin chuyển lời cảm ơn từ những người dân Ukraine đến những người dân Mỹ. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Ukraine. Ngay trước khi ông Zelensky đến, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố nước này sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả hệ thống phòng không Patriot để giúp nước này chống lại các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Tên lửa Patriot được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ, có khả năng bảo vệ chống lại máy bay tấn công cũng như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Sẽ mất một thời gian để hoàn thành khóa huấn luyện cần thiết, nhưng khẩu đội Patriot sẽ là một tài sản quan trọng khác đối với Ukraine khi nước này tự bảo vệ mình trước cuộc tấn công của Nga. Điều gì sẽ xảy ra sau khi các hệ thống Patriot được lắp đặt? Sau đó chúng tôi sẽ gửi một tín hiệu khác tới Tổng thống Biden rằng chúng tôi muốn có thêm Patriot. Đó là một lời nói dối, chúng tôi đang có giao tranh, tôi xin lỗi. Thời điểm chuyến thăm của Tổng thống Zelensky cũng trùng với việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật tài trợ của chính phủ, bao gồm 44,9 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine và các đồng minh NATO, và Đảng Cộng hòa chuẩn bị nắm quyền kiểm soát Hạ viện lần đầu tiên sau 4 năm. Điện Kremlin hôm 21 tháng 12 cho biết họ không thấy có cơ hội đàm phán hòa bình với Kiev và việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến cuộc xung đột thêm leo thang. Trong những tuần gần đây, Ukraine đã liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, khiến hàng triệu người không có điện hoặc nước sinh hoạt trong mùa đông lạnh giá. Khi Ukraine chuẩn bị bước vào năm thứ hai của chiến sự, một phụ tá của ông Zelensky cho biết chuyến đi mang tính biểu tượng cao tới thủ đô của Mỹ cho thấy sự tin tưởng sâu sắc giữa Kiev và Washington, đồng thời hy vọng nó sẽ giúp xua tan bất kỳ nghi ngờ nào cho rằng quan hệ Mỹ-Ukraine đang nguội lạnh. Người dân Mỹ đã đi cùng các bạn trên mọi chặng đường và chúng tôi sẽ ở bên các bạn. Chúng tôi sẽ ở bên các bạn cho đến chừng nào còn có thể. Xin giới thiệu Tổng thống Ukraine. Ngày 21 tháng 12, Tổng thống Volodymyr Zelensky bước vào khán phòng của Quốc hội Mỹ trong sự hoan nghênh nhiệt liệt của các nghị sĩ. Tổng thống Ukraine đã có mặt để phát biểu tại một cuộc họp chung của nghị sĩ lưỡng viện Mỹ với hy vọng thuyết phục họ tiếp tục tài trợ quân sự cho Ukraine. Và ông phải đối mặt với một nhóm đối tượng quan trọng, các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, những người có thể chặn hàng tỷ đô la viện trợ quân sự bắt đầu từ tháng 1 năm 2023. Ông Zelensky cảm ơn Quốc hội vì các gói hỗ trợ tài chính của họ, nhưng nhấn mạnh Ukraine sẽ không phải là nước duy nhất được hưởng lợi. Tiền của quý vị không phải là tiền từ thiện, đó là khoản đầu tư vào nền dân chủ và an ninh toàn cầu mà chúng tôi xử lý theo cách có trách nhiệm nhất. Ngay trong phần mở đầu bài phát biểu, ông Zelensky đã làm rõ mình đang nói chuyện với thành viên của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Một số nhà lập pháp Hạ viện của Đảng Cộng Hòa đã bày tỏ mối nghi ngờ ngày càng lớn hơn về viện trợ cho Ukraine. Một số người theo đường lối cứng rắn đã kêu gọi chấm dứt viện trợ và yêu cầu kiểm toán để theo dõi xem số tiền đó đã được chi tiêu như thế nào. Xuyên suốt bài phát biểu của ông, giới lập pháp lưỡng đảng không ít lần đứng lên hoan nghênh ông. Tổng thống Ukraine sau đó đã tặng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Phó Tổng thống Kamala Harris một lá cờ Ukraine có chữ ký của những người lính tiền tuyến. Đáp lại, bà Pelosi tặng ông Zelensky một lá cờ Mỹ được lồng khung. Bài phát biểu là một phần trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2. Cuộc gặp này diễn ra sau cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thống Joe Biden, đúng 300 ngày sau khi Nga đưa quân vào Ukraine. Và đó là thời điểm thích hợp, với việc Quốc hội Mỹ sắp thông qua khoản hỗ trợ kinh tế và quân sự khẩn cấp mới trị giá 44,9 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Trước đó, Mỹ đã gửi khoảng 50 tỷ đô la Mỹ đến Ukraine trong năm 2022.